là một chiến binh thể hình, đồng thời là một giám đốc Zimmer. Với tinh thần máu lửa nhiệt huyết, chân thật vui nhộn, mắt như mắt trăng. Nặng quá rồi, nặng. Được đầu tư với kinh phí siêu khủng. Tuyệt kỹ tinh hoa và đẳng cấp thể hình. Yêu vốn tập giả. Gói gọn trong Duy Nguyễn Diêm Phổ tầng 5. Được ghi hình tại BBT quận 12, 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành. Tay bảo vệ của tay nha các bạn. Tay bữa nay màu đen á, cái mình phải chơi màu hồng. Cái phối màu nha. Màu đen đi chung màu vàng, màu hồng là đẹp nha. Phải màu cam. Nói chung á, ý đồ của anh á mà bố trí cái bài này á ở trong cái tầng này của Diêm Phổ á là để luyện cái kỹ năng phi quay. Luyện kỹ năng phi quay. Trong bài vai á, bài này là bài phi quay duy nhất. Tập phải giống anh. Tại cả dưới chỉ lên lắc xuống. Nhìn nó mất phiền quay. Cái gì mà có lý do của nó. Hôi. Có. Hôi. Ây à. Cái hát răng cuối cùng á là để căng cơ liên tục, không phun răng mà chúng ta phải căng cơ liên tục, lên hú, đó là cái kêu tập luyện nha.
Slinger Rise rất là quan trọng trong vai, không thể bỏ được. Bài rất khó, 99%. Tới phòng diễn tập phải luôn. Khi mà người ta đỡ tạ, ta cầm giày á, thì bạn cầm chỗ nào? Cầm cái chỗ chĩa lên nha. Nên cái người đỡ tạ, người ta không biết á, ta để vậy thằng kia không biết vô cầm ngược tổ qua trong ma. Ví dụ bây giờ sẽ không nói cho Hương Trần biết là đỡ làm sao. Hương Trần biết kéo cây lên cho anh đúng hay sai sao đó. Đó, cái đầu để đây, rồi nô, đúng không? Phía ngoài. Phía ngoài cũng chết bà luôn. Đây, cái phía này, cái phía này. Đây, đây, không đây. Không ai cầm vô nấm này tập sao tập được. Vậy là sai, tập cái tạ lên vậy sao tập. Không tập được, lật ngược lại. Đúng rồi, lật ngược lại đó. Rồi, cầm vô cái núm này. Không, cái phía tay của mình ở ngoài. Vô cái núm, ở trong, vô này. Đúng không? Vậy thì á, tại sao anh thích cầm như vậy? Tại cầm như vậy nó lên gân. Cầm như lên gân nhiều hơn, chứ phần nó tác động vô cái cơ tay sau nó khác một chút xíu so với cầm ngoài đây. Cầm ngoài đây thì phải lật ngược. Đó, sẵn sàng chưa? Đó, nếu cầm ngoài đây thì là như vậy. Đúng không? Nó quá rộng đi. Nó quá rộng vậy cái cùi chỏ của mình nó vô duyên. Tập đó đúng không? Nó không vô lắm. Tập nhẹ thì vô. Nếu mà bài này á, nguyên tắc á, mình cầm mình banh ra đó, lại vô gì? Vô trong. Đúng không? Vô đây nè. Thì mình muốn tập như vậy á, thì mình phải tập nhẹ. Bài này tập mà cầm ngoài tập nặng rất là nguy hiểm. Đó. Còn anh á thì thích cầm trong hơn. Lật ngược lại. Rồi. Ok. Rất là đau cùi chỏ nha. Bình tĩnh nha Thu Hương. Rồi ok vậy đúng không? Rồi để năm ngón tay về phía, đúng không? Nè, giờ là chết mẹ này nha. Nè, không? Tới đây nè, cái điểm yếu nhất của chỏ. Vuông góc, vuông góc. Bữa lên là thấy buồn nổi đau lắm. Hai cẳng tay vuông góc. Chết liền, không được. Đó, à, đây, đúng không? Cái của chỗ phải xéo lên xíu. Và tập nó có độ free way chút, nó vậy là nó chuẩn nè. Đó, lên. Hai, ba, bốn. Đổi kiểu nè, nhìn này nha, không đừng đụng vô.
đổi, đổi cái thích. Thấy chưa? 3 4 5 6 7 8 9 10. Ôi, cái bài này mà không cẩn thận khéo gãy tay. Nguy hiểm lắm. Bà điểm chết tiền lắm em. Bây giờ cái giáo án nào cũng phải thời gian. Những năm mà 2003 tới 2013 là 10 năm trong giai đoạn đó, là cái bài rất là nổi tiếng. Và lúc đó là Việt Nam mình nó ăn gạo cơm không à, tiền ngon thật đúng không, không có tiền mua máy nha, nó tập là chỉ những gì thôi á, những cái gì nó làm cho những người anh hùng. Anh hùng là ai, là mấy nội thi đấu á, nhưng mà nó cũng tàn phá cái thời xương của họ hết rồi không. Đó là thật sự, anh em thấy không? Thời gian đó tập là nhiều, thời gian sau anh không bao giờ tập lại, tại vì nó quá nhiều cái sự thay thế rồi, nó gọi là nó quá nhiều sự thay thế cho cái tay. Nên đã mình là trong giáo án học á thì phải học hết, mình học nên biết ừ đông tây kinh cổ, biết này biết kia. Nên Duy Nguyễn Diên Phổ đó là cái giáo trình, nó không cái giáo trình nó rộng lớn, nó mênh mông, nó kiến thức nó nhiều lắm em. Em chịu khó tập, đừng có đốt cháy giai đoạn, đừng có nóng vội. Nó là nghe Duy Nguyễn làm Duy Nguyễn Diên Phổ 20 phần thôi, giờ tôi tập tầng một tầng 20 đủ rồi luôn á, được rồi luôn em. Ready? Are you ready? Yes. Nó tập nhớ nha, cái đầu phải để đây. Để chút mình tập cái kiểu kia, kiểu khác á. Ok. Bốn. Nào. Hai. Ba. Không lên hết nè. Lên. Bốn. Năm. Không lên lên vậy nhé. Không nên thôi. Tất cả em lên cũng không sai. Nên em lên vậy nó không sai. Nhưng mà anh khuyên là không nên. Thì tại sao không nên? Tại kinh nghiệm thôi mấy em. Hơn nhau chỗ kinh nghiệm nha. 6 7 8 cố lên 9 thêm cái nữa anh, 10 còn 2 cái nữa. Cái nữa đi anh, 11 thêm nữa, 12 còn nữa đem cái nào, 13 10 cái. 4 nhấp 15 16 17 18 19 cố lên thêm cái nữa, 20 Từ đánh căng, không chụp cái mẹ sao à, tập nó phải vậy đó mấy em, rồi sụi luôn. Trời ơi, làm hết hồn à. Bây giờ mấy em thấy anh chưa có đeo bốn cổ tay, chưa có đeo đai, là còn nhẹ đó. Giờ làm nhanh nha, chậm nha, rồi chưa nhanh luôn. Rồi, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bonus nè, 15, 16, cố lên, 17, 18, 19, cho em thêm cái nữa, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Khuyên tụi em nên tập giống anh, tại vì khi mà tụi em tập giống anh tụi em có được nhiều cái sức khỏe thăng bằng, hệ miễn dịch chống corona, rồi có thể
nha. Nhìn có hai từ vậy hả? Hai nè, xác định đi, nó khác nhau đó. Nếu mà tụi em dùng lực tụi em bóp vô thì nó ăn cơ tay sau, nó ăn cơ tay sau theo cái kiểu mà nó không tác động nhiều vô cơ tay sau nhưng mà tác động nhiều vô cái lực, nó cũng được lợi thôi. Còn bây giờ em dùng cái bàn tay em nâng giống như bỡ đứt thì nó ăn vô cơ tay sau rất là nhiều nhưng mà lực nó không bằng. Hai cái đó đều có tác dụng tốt như nhau tùy theo trường phái. Ở đây em đi tập nhẹ, bình thường đi chơi cũng sáu mà bữa nay đi tập nhẹ thì chỉ sẽ bỡ đứt đó. Nè, nhìn nha, đúng không? Nè anh làm nhanh lắm, cái này hơn nhau là kinh nghiệm nha. Nhìn anh hài hài vậy thôi á chứ mà nội công không vừa đâu nha. Yes. Nè lên 1, 2, 3 bỏ đứt. Wow, anh về chưa? Thấy chưa? Chưa nè hả? Đấy chưa đấy nè. Nè đầu tiên cầm gì nè, không cầm tới trước ra sao lên được rồi, xong rồi 1, 2, 3 chỉ cho bỏ đứt. Cha con nó sợ lắm, nó sợ gì không? Cái sợ gì không em? Tập xong xuống không có được, nó ngồi không mà. Nó ngồi xong nó xuống cái vai vậy nè. Cái nó xuống. Đúng không? Mấy thằng bị đê. Tình không vừa đâu. Đúng không? Nó lên tới đây nè, nó không biết nó xuống nào nữa. Đó, cái lên mắt đầu bằng cái xuống vai này. Xong cái xuống đây xuống ngồi xuống. Ví dụ như em dễ được một chút đi, không cân lên này. Đó. Tập mà cầm ở ngoài vô mặt trong này nè, từ gọng gân vô trong đây nhiều hơn. Còn cầm ở trong vô gân từ đây nhiều hơn. Giống như đùi vậy đó, dụ như anh cái đùi trong đùi chà bá. Nên anh đi hai cái đùi nó chạy nhau kia vậy. Hiểu không? Đó là cái gọi dạng như là có thiệt thôi. Mỗi thằng nó kiểu vậy nó khác nhau. Rồi vô. Cầm ở ngoài tập nặng hơn. Cầm ở trong ngực nó yếu. Lên. Đâu? Rồi uống phục hồi đi anh. Má không dễ mà. Bụng dạ đàn bà. Phục hồi nè. Phục hồi lát chơi tiếp. Hey! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93,
nhớ là kéo vô nha má. Dùng cái bụng kéo. Đừng cong như con tôm. 3 4 5 6 Bỏ lên này. 7 8 9 11 nhấp 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 16 nhấp 17 nhấp 18 nhấp 20 21 trâu chưa cho tốn máu còn hai xét nữa mà nằm mẹ luôn đi, sàn sạch lắm không sao đâu. Vệ sinh ngày lao hai lần. Yes. Này một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Nằm ra không chuột rút cơ bụng em. Nguyên trao quả cao EAA phục hồi nè. Đang chụp bụng này bật bật mày nè. Nó xa rồi. Cắt. Còn biết về dựng clip rồi quảng cáo kia kiểu nữa má.
hết á, phải đâu mình ngừng một ngày là mình đói ăn, ai cũng phải vậy. 15 nè. Tại lý do là thuận tay phải nha. 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 Tại vì nhà là vậy nè. Đó. Vậy hả? Nhà vậy hả? Hả? Nhà vậy là sao? Bạn nó ơi. Là gì? Đàn ông khó nhỉ. Heo. Hèn thì thằng nào tay phải cũng to. Heo. Xe đó đúng không? Xe. Bốc. Hai nè. Hai nè. Ba đó không nè. Tứ quý. Mày hả bự? Mà cái đó lâu lâu mới đánh lành mà. Sao bự đó? Có động tính. Rồi Bo, nghỉ 1 phút rồi Bo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 10 10 10 10 10 12 Some pictures on the gram so other people know that we're more than friends. Ever since you came around, I've never been sober, always in my head. Met you at a time when I was mẹ này còn hỏi nữa. Talking, taking you home. I don't wanna go back to who I used to be. So if you ever you won't let me down. Gồng bụng của em 29
chín gồng bụng thôi. Dừng một phút luôn đi. Phút luôn. Gồng bụng nha, nhớ gồng bụng nha mấy em. Gồng cái đây nè. Phút luôn. Con gãy phải mẹo giường. 38. Cái này chịu nổi không nè. Nốt nè. Nốt nè. Nốt nè. Chiến binh Kim Ngân đã lột xác tay ra vang vọng khúc trường ca. 54 56. Như vậy 57 58 59 60 1 phút. Dừng. Giơ tay lên chào nè. Tay giang rộng yêu em bằng tất cả, đời thành công trên muôn ngả tình say, gym mạnh mẽ trong hồn anh ngất ngây, cơ bắp căn phòng mạch máu lung lay như tuôn chảy trong bầu trời danh vọng, theo đỉnh ly gym dành cho cuộc sống, anh thả đam mê vào chốn phòng gym bằng cả tình yêu khói óc và con tim. 38 40 rồi. Có trí thức chiều sâu, có mộng ước chưa thành nào phải mộng mơ. Đôi tay gìm không chỉ để làm thơ mà uy lực trên từng trang chữ nhớ. 58 59 60 1 phút. Nhất bo đi nhất danh vọng nhất thành công, nhất tình gì lãng mạn em muốn không, trong phòng gì dẫu có đúng sai nhưng thực hiện trăm người chết. Sẽ tao quay cái chạy bộ đi em ơi, chết phải cho một tài đi chạy bộ. Một buổi đầu tiên đầy cảm xúc, không quan trọng là tập cái gì, bạn tập như thế nào, cái điều quan trọng nhất là thấy là ổn bạn đi kêu tay hát hòa nó như thế nào. Và cái đề mà đi hướng xây dựng là một cộng đồng xin mơ đích thực, tất cả những khách hàng, những học viên, những pha không hộ học trong hệ thống tay hát hòa vào center thì chắc chắn nó sẽ phải khác toàn cầu lại của thế giới. Xin mời trí thức chiều sâu, có mong ước chưa thành nào phải mộng mơ. Đôi tay dìm không chỉ để làm thơ mà uy lực trên từng trang chữ nhớ. Cố nhen, cố nhen, cố nhen, cố nhen, cố nhen. Xong rồi. Nhất bo đi nhất danh vọng nhất. Mệt quá. Nhịp tim 172 luôn. Đi xây dựng riêng bằng sức mạnh đôi bàn tay uyên uy. Đã chưa? Giờ chỉ muốn chết thôi. Sức khỏe sánh vai, hạnh phúc sung vầy nhưng bông hồng nhung khi bên ta em sướng say mỹ nữ. Ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh, cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên. Ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh, cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô, máy tập Mỹ 150 triệu, máy leverage đa dạng chất lượng cao, tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. 7. Máy tập Selectorize 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Zumba, yoga, belly dance. Nội thất vệ sinh xịn sò.
thiết bị cardio siêu hiện đại, phi thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng, giá chỉ từ 400.000 một tháng. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.